đời vì cơn đau tim và rất là nhiều bệnh khác. Và sau đó thì chị để lại đúng ba đứa con. Ba đứa con giống như cái giấc mơ mà Như Định mơ thấy cái con rắn mà Như Định phóng sanh nó mất rồi, nó để lại ba quả trứng vậy đó. Ly kỳ chuyện cô gái được báo mộng giúp người đã khuất và liên tiếp những câu chuyện trùng hợp khiến netizen lạnh gáy. Mới đây, một cô gái đã đăng tải đoạn video dài gần 10 phút kể lại lần được báo mộng giúp đỡ một người đã mất. Câu chuyện ly kỳ khiến nhiều người thấy khó tin. Tuy nhiên, khi ngẫm kỹ lời kể chân thực của chủ video thì ai nấy đều rợn người vì những tin tiết trùng hợp đầy thuyết phục. Nhiều loài, rất là nhiều con vật luôn, nhưng mà họ nuôi là để họ mần thịt, họ mần thịt để họ bán trong các quán nhậu gì đó. Thì Như nhìn vào Như thấy là có hai cái dạng cây gì nè, thì thấy là có con rắn và trong đó nó có trứng nữa. Cái người mới nói là trời ơi, sao mà rắn nó đã đẻ trứng đẻ con vậy rồi mà rồi làm thịt vậy tội quá. Thì mình mới nói cho mình là thôi để giá mình mua, mình xin chủ quán cho mình mua để mình phóng sanh. Thì trong giấc mơ là Như đến hỏi giá, là chủ báo giá thì Như nhớ rõ, nhưng mà Như nói thẳng là Như đã nói đơn ngang là Như đã mua được rồi đó. Thì xong sau đó chuẩn bị vô quầy tính tiền, thì ông chủ trong giấc mơ là Như thấy ông chủ cầm ra cái bịch, trong đó có chặt cái con rắn ra từng khúc từng khúc. Ông nói là trời ơi, tôi không biết, tôi tưởng là cô mua về cô ăn, cho nên tôi đã mang thịt con rắn mẹ rồi. Đến đầu giờ trưa cùng ngày, đi từ trên lầu xuống, chủ video lại thấy có hai người phụ nữ đứng trước nhà. Họ tìm đến đây để xin giúp đỡ về hoàn cảnh đáng thương của một người mẹ vừa qua đời, không có tiền để làm đám tang. Điều đặc biệt là nạn nhân đã mất để lại ba đứa con. Ngẫm lại giấc mơ về con rắn mà cô định phóng sanh nhưng lại mất và có ba quả trứng, cô gái sởn gai ốc vì quá trùng hợp, vội chạy theo hai người phụ nữ hỏi địa chỉ để đến giúp đỡ. Thì càng kỳ lạ rằng cái lúc mà hai cô đó đi ra xe đó, đạp xe hoài nó không có nổ máy, nó không có nổ máy luôn. Ý ra là cổ đã về 15-20 phút rồi đó, mà chiếc xe nó cứ đạp hoài không nổ máy. Đến khi mà Như đi ra, Như mở miệng Như nói là cô ơi dẫn đường cho con, là hai cổ nó mới nổ được chiếc máy xe. Cô gái cho rằng mình đã hữu duyên được với thế giới vô hình và có điều gì đó mách bảo khiến cô liên kết được với thế giới tâm linh. Còn bạn thì bạn nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ngay bên dưới phần bình luận nhé.